VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA vối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xin chào các bạn. Hôm nay VDA sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh mixer BF Audio K6000 Pro. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn con mixer BF K6000 Pro. Và đây là cái mặt trước. Thì như các bạn đã thấy thì mặt trước gồm có những cái nút thô cơ bản DSB-M, có nghĩa là gọi cấu hình có trong máy ra. Surround SRU là viết tắt của từ surround, là chỉnh hai kênh surround. Center là dùng nút chỉnh cấu hình center cho cổng center ra phía sau. Subwall lock, lock là dùng để chúng ta khóa lock lại và seal cấu hình lại. Input là chọn cái tín hiệu ngõ vào. Thì đối với mixer này là có nhiều ngõ vào nên có thể chúng ta chỉnh tùy thích. BS là để dùng coi model. VAR F I E L D có nghĩa là chỉnh cấu hình delay, chỉnh thời gian delay giữa từng loa và từng cái ngõ ra tương ứng như những cái nút phía trên đây. Đây là nút chỉnh tâm giảm tâm. Đây các bạn thấy tâm giảm tâm. Đây nút quay lại, nút tới lui tương ứng khi mình vào chỉnh sâu bên trong á, thì những cái nút này tương ứng với nút lên xuống qua lại luôn. Thì đây trên màn hình nó sẽ hiển thị là mic, nó hiển thị là hiện tại là mic 18, music FS B10. B10 có nghĩa là đang ở cấu hình số 10. VOD là đang ngõ vào VOD. Khi mình bấm nút input thì nó sẽ chuyển sang BGM. Đây là cổng USB để kết nối máy tính. Đây là volume mic. Đây. Lớn nhỏ mic, lớn nhỏ effect và lớn nhỏ music. Nhưng mà khi chúng ta chỉnh sâu bên trong á thì những cái nút này tương ứng với qua lại, lên xuống. Bây giờ mình sẽ chỉnh đơn giản đi. Như phần music. Thì nếu như muốn chỉnh music thì ta nhấn vô thì xem màn hình nó sẽ hiện cái music. Đây. B05 có nghĩa là đang ở EQ số 5. 1 kHz. Và cái tần số decibel là 0. Cái độ lớn nhỏ của EQ là 0.1. Bạn muốn chỉnh sang cái EQ khác thì phía trên này nó ba nút này nó sẽ tương ứng là lên xuống luôn. Ví dụ mình dặn nút mid này. Đó, thì nó sẽ tương ứng với B6, B7, B8, B9. Và chúng ta chỉnh nút FS thì nó sẽ tương ứng với kế bên 10 kg. Đó, ta sẽ tăng cái giải tầng mình mong muốn ngay chỗ cái EQ đó. Các bạn chú ý nhìn cái mũi tên. Đây, ví dụ mình muốn chỉnh B5 đi. Và muốn cái B5 này nó nằm ở cái giải tầng số nào, giải tầng nào á thì mình sẽ dặn cái nút này, tương ứng nút này. Đó. Và kế bên nữa nó sẽ tương ứng với cái nút decibel dưới đây mid. Đó, khi các bạn dặn cái này thì nó sẽ tự nhảy xuống cái mũi tên xuống là mình tăng giảm ngay chỗ cái kêu số 5 này ngay chỗ 1 kg. Và bạn muốn tăng nó lên 3 decibel, 4 decibel hoặc giảm xuống. Và cái EQ này là 1.0, nghĩa là độ rộng của cái EQ đó. Các bạn muốn có độ rộng này rộng hơn hoặc bóp nhỏ nó lại để khỏi ảnh hưởng những giai tầng khác thì chúng ta qua nút đây. Bây giờ hai cái nút này không có tác dụng là qua lại. Ta bấm cái này. Đó, mũi tên nó sẽ nhảy qua đây. Thì nó sẽ tương ứng là sau đó mình sẽ dặn lớn lên. Đó, bây giờ qua phần mic này. Qua là mic này dặn lớn lên. Đó.
tôi bóp nhỏ cái giải tầng lại, để tôi mở rộng cái giải tầng ra. Đây đây là cũng là một biện pháp mình chỉnh giải tầng trên Mujiz. Tiếp theo là phần cắt hẹt trên Mujiz, thì có là HBF, có là cắt giải tầng thấp, LBF cắt giải tầng cao đi. Đây mình đang cắt cao lên, thì khi bạn nhìn thế này bạn sẽ hiểu là những giải tầng từ 70 hẹt trở xuống thì sẽ không cho ra nữa, từ 70 hẹt lên sẽ cho ra. Tiếp theo ta chỉnh giải tầng cao, thì nút tương ứng kế bên này thì dặn xuống đó. Thì lúc đó sẽ nhảy xuống dưới, thì lúc ta sẽ cắt cái giải tầng cao đi, giải tầng chép đi chẳng hạn. Đó, giờ ta cắt 8 kg đi, thì cái phần Mujiz này cũng như là cắt thấp và cắt cao nó sẽ giới hạn âm thanh trong khoảng thời gian bảy, giới hạn âm thanh trong khoảng 70 hertz và 8 kg đó thôi. Tiếp theo tôi muốn chỉnh tiếp tục các phần khác của Mujiz, tôi bấm cái nữa. Đây, nó sẽ hiện là Master Volume. Master Volume. Master Volume này nó sẽ tương ứng với cái phần chỉnh lớn nhỏ Mujiz ở phần main trong cái ứng dụng phần mềm của nó. Rồi tôi bấm cái nữa thì nó trở về cái chỉnh EQ hồi nãy. Nói chung phần Mujiz thì nó mình sẽ bấm 3 lần thì nó sẽ ra 3 lần kiểu như thế, 3 kiểu. Thế tôi tới phần effect này. Effect thì tao cũng nhấn vô để chỉnh can thiệp sau bằng effect. Khi tao nhấn vào thì nó hiện là đây, 1 cái, 2, 3, 4, 5, 4 cái. Có nghĩa là tao bấm được 4 cái rồi sẽ chỉnh được từ đầu tới cuối của cái effect này. Ví dụ ban đầu thì nó cũng có chỉnh EQ như lúc nãy mà nó nói, hiện tại đang ở EQ số 3 V03, giờ muốn chuyển số 4 thì chọn này, số 4, số 5, số 6, số 1 đó. Khi ta dặn qua nữa thì nó sẽ qua revert luôn, hay ở chỗ đó. Rồi tiếp theo ta muốn chỉnh xuống dưới thì ta cũng dặn cái nút kế bên này đó. Chỉnh tần số kilohertz kế bên nữa, ta xuống tới decibel, và muốn kế bên một cái độ rộng nữa thì sẽ chỉnh này, thời gian thì giống này. Bây giờ ta chỉnh tiếp, khi ta chỉnh được cái giải tầng EQ mong muốn rồi, bây giờ ta bấm cái nữa qua các hệ. Các hệ thì cũng giống như Mujiz thôi, thì cũng những thao tác nãy thôi. Đó, tăng giảm hệ, kế bên, cắt hệ. Rồi ta bấm, khi ta xong hết các hệ xong ta bấm chuyển cái nữa thì nó này sẽ nhảy qua revert luôn. Lần này sẽ chuyển qua revert. Revert thì nó cũng có là cắt tần số thấp, tần số cao. Đó. Revert nó cũng có volume của revert. Và nó có thêm cái nữa là mình phối trộn giữa cái mức âm lượng echo và mức âm lượng revert sao cho nó hài hòa nhất, cho cảm thấy hay nhất. Thì ví dụ mình muốn là đây, echo của vợt, echo âm lượng của echo là 70 đi, thì mình sẽ để 70. Bắt đầu ta chuyển qua âm lượng của reverb, reverb ta giảm xuống cũng được. Đó. Giờ nhịp 40 đi. Đó. Xong rồi tôi chọn nó lên trên. Tôi chọn cái mức âm lượng FS. Cái mức âm lượng này là cái mức âm lượng khi chúng ta khởi động lại, bật máy lên thì nó sẽ hiện cái mức âm lượng này luôn. Effect có nghĩa là viết chung giữa echo và reverb. Mình để 70 đi. Rồi đây, delay echo.
Riêng K6000 này nó sẽ có delay trái và delay phải. Hiện tại là đang đang có delay một loa một bên. Đây. Tôi muốn một cái delay này chậm hơn chút nữa thì ta dẫn nó kéo bên này. Đây chứ. Đây. Đó. Ta dẫn nút thao tác luôn. Tăng delay lên. Delay này tính bằng mili giây. Còn cái repeat lặp lại tôi phải dẫn nút phía dưới này. Đó. Tăng số lần repeat lặp lại đi. Đó chẳng hạn. Thì xong khi chỉnh được mong muốn đúng yêu cầu của mình rồi thì mình bấm tiếp lên nữa. Bây giờ bắt đầu ra delay của loa bên kia. Loa bên kia thì nó cũng có delay và repeat giống y chang vậy thôi. Thì tao cũng nhận như thế này. Đó. Dùng đây đi. Đó, repeat nhận xuống. Khi mong muốn rồi bắt đầu bấm cái nữa. Thì sẽ nó tiếp tục nó sẽ ra lại vượt reverb delay. Là thời gian dài của reverb đây nó tính bằng 3 3 6 0. 3 6 0 tương ứng với là 3 giây, 3 giây phải dài hơn nữa, hơn 3 giây. Đó, tại giảm này, đó, tại giảm xuống chẳng hạn. Xong rồi thôi. Thì cái đây nãy lúc đầu là nó đã quay về lúc đầu chỉnh ban tần và tần số. Và chỉnh EQ rồi. Đó thì tiếp theo mình chưa có phần mic. Mic thì mình cũng bấm như vậy thôi. Đây thì cũng có đang có EQ, đó EQ số 10 gia tầng 1.5 trong decibel, độ rộng là 1.0. Đây cũng có cắt cao và cắt thấp tần số. Đây mid mat volume. Cái phần mid mat này có nghĩa là giới hạn cái volume micro này, thì lỡ mình có dặn hay là gì chăng nữa thì nó cũng giới hạn là mức bao nhiêu thôi. Ví dụ mình giới hạn là 60 đi, thì khi lưu vào máy á thì các bạn dặn 60 thì nó chỉ đứng 60 không lên được nữa. Còn đây là phần BS theo cái này mình thử á thì giống như kiểu giảm hú. Mình đã thử rồi thì ví dụ như phần tăng cái này càng cao lên thì cái độ hú nó sẽ càng cao, nó dễ bắt hú hơn, giống như kiểu độ ồn á, micro nó sẽ dễ bắt hú hơn. Khi bạn giảm nhỏ này xuống thì nó cái độ ồn nó sẽ giảm đi và đỡ hú rít hơn. Đó. Rồi. Rồi tiếp theo khi ta chỉnh hết cả mic, effect, music thì bây giờ ta sẽ qua phần tổng kết phía bên này. Tổng kết phía bên này thì nó cũng có surround, thì muốn nếu mà bạn gắn loa surround phía sau nữa thì mình sẽ qua phần surround thêm. Surround thì nó cũng có là volume surround. Thực ra nó cũng có EQ, chỉnh tần số, cũng có cắt hẹp. Đây là cái phần mà nó sẽ cho âm thanh ra bao nhiêu trên cái phần sạc rao này. Dù bạn muốn âm thanh giữa loa trái loa phải 70 đi thì bạn sẽ dặn 70. Đó. Ta bấm cái nữa. Đây, nó sẽ ra là sẽ ra mic. Có nghĩa là mình sẽ cho cái tiếng mic ra bao nhiêu ở cái phần surround này. Dụ mic thì mình phải cho nó 80 chẳng hạn. Hay cho mình cho bao nhiêu. Dụ mình cho 60 đi. Reverb. Reverb mình cho bao nhiêu. Thì bấm nút vào này. Đây. Giống như những cái thao tác hồi nãy. Bây giờ là nút vào này. Nhỏ xuống. Rồi bấm tiếp cái nữa.
nãy là sạc đau lo trái, vượt qua lo phải thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Cho ra phần mic bao nhiêu, để cho bao nhiêu vào bao nhiêu, rồi volume, đó là xong. Xong phần sạc đau center thì cũng như vậy. Center thì nó đơn giản hơn, nó chỉ có volume và volume mic, chỉnh tần số, cắt tần số, cho tiếng mic ra bao nhiêu, echo ra bao nhiêu, reverb ra bao nhiêu. Rồi center tại vì nó có một loa nên nó chỉ ký hiệu là music L mà thôi. Sub world, bên phần sub thì nó là chỉnh nhiều hơn. Sub thì đây là volume sub và đây là volume mic, có nghĩa là bạn có muốn cho tiếng mic xuống sub hay không. Đây là mình để không, thường thường là ít khi mà để cho tiếng sub xuống mic cả. Đây, đây cũng có chỉnh tần số, các hệt EQ, các hệt sub thì tất nhiên là mình sẽ để cái giải tầng các hệt nó sẽ thấp xuống thôi, chỉ để nghe được tiếng sub thôi. 100 hệt chẳng hạn thì chỉ mình chỉ nghe tiếng ình ình thôi với sub. Này pha, pha có nghĩa là mình đổi pha sao cho khi tiếng sub ra và âm thanh của lo full ra đồng đều, nghe nó không có bị trễ. Thì đây, đây là đổi pha của nó. Đây, 180 độ. Rồi, không đổ. Rồi, còn phần adjust mic, bạn có cho, có nghĩa là khi bạn cho tiếng mic xuống sub, khi bạn bật cái chế độ on là khi mình hát thì tiếng mic nó sẽ lọt xuống sub. Khi nó lọt xuống sub thì tiếng nhạc nó sẽ giảm lại. Còn khi bạn tắt nó đi, off nó đi, thì tiếng mic nó vẫn xuống sub, nhưng mà tiếng nhạc vẫn giữ nguyên, không có tắt đi. Nó có chức năng kiểu như vậy. Adjust mic sub. Đây. Rồi. Volume. Rồi, chúng ta trở về phần volume rồi, đúng rồi đó. Xong phần sub. Còn đây là phần canh độ trễ của các loa, tương ứng là lúc này. Tại vì cái này nó hỗ trợ tới 6 cổng ra, tương ứng với loa trái và phải, sau đầu trái phải, center và sub. Thì tùy trên trường hợp nhiều phòng hay là nhiều khoảng cách loa đặt không đồng đều với nhau thì mình có thể canh cái thời gian delay này. Ví dụ mình muốn cái loa trái chẳng hạn xa hơn thì mình có thể canh cái delay nó chậm hơn loa phải đi, để cho cái âm thanh hai loa, loa xa phát tới và loa gần phát tới cho nó cùng một lúc. Chỉnh xe ra trái phải, sub, enter, kể cả nó ra được tiếng mic luôn. Nếu các bạn cho tiếng mic ra đó, bạn có thể canh delay của tiếng mic này. Đây, chậm tiếng mic hơn tiếng nhạc chẳng hạn. Đó là nằm ở phần này, fader này. Rồi, còn phần input. Input thì đơn giản là input thì bạn muốn cho cổng nào cũng được, và chế độ auto luôn, cho khi có tín hiệu vào cổng nào thì nó sẽ nhận cổng đó. Đây, nó đang dò, bạn thấy không? Khi mà tín hiệu có cái nào thì nó sẽ dừng ngay chỗ cái tín hiệu phần đó và nó nhận tín hiệu phần đó. Khi ta chỉnh xong hết tất cả rồi, ta sẽ lưu lại lock đây. Ta bấm cái lock model 10 hiện đang ở cấu hình số 10 và bảo là muốn lưu cái hình này lại, ta bấm lock giữ, bấm giữ nút lock thì nó sẽ save lại. Khi lưu cái này á, bạn để mức music bao nhiêu khi hát và mic bao nhiêu khi hát, thì khi bạn lưu lại á thì khi mở máy lên nó sẽ nằm y chang vậy luôn. Ví dụ mình để mic 30, mic 20, FS 60, lưu lại lock save. Đó là khi bạn khởi động lại thì nó sẽ trở về như thế. Còn đây là gọi cấu hình DSBM mod, M là mod gọi cấu hình ra. Là cấu hình số 10, bạn muốn gọi cấu hình số 9 chẳng hạn
số 10, số 9, số 11 thì bạn sẽ xây cái nút này, chọn nó ra. Tại vì máy này lưu được 15 cấu hình thì khi bạn chỉnh đó, đó mà lưu cấu hình 15 đi, sẽ bạn bấm một nút nữa thì sẽ lôi cấu hình số 15 ra đây, load hình số 15. Cấu hình số 15 này đó, nó sẽ khác như cấu hình nãy rồi. Giờ lưu cấu hình số 10 nãy à, lôi cấu hình số 10 nãy load ra đây, giống như cấu hình nãy mình để Xích 20, FS60 và 10. Khi bạn chỉnh hết tất cả xong hết rồi, bạn muốn khóa lại để nhiều khi con nít hoặc người khác không muốn cho người khác bấm đụng tới những cái cấu hình mình đã chỉnh thì bạn khóa lock lại. Khóa lock thì bạn đây nhấn giữ lock đấy, rồi bấm input này, tương ứng mà bấm một lượt hai nút, dù bạn bấm nút lock xong bấm input là đấy khai lock xong mà muốn đây. Như bây giờ mình bấm không có những cái nút này không có tác dụng gì cả, mà thấy đó không có tác dụng gì cả, nhưng mà khi mở lock rồi á thì những cái nút này có tác dụng. Giờ bấm lock input đây khai on là mở ra được rồi. Giờ ta chỉnh thành center đi, đó này sẽ có tác dụng. Khai lock lại rồi, khóa lock lại thì lúc này mình chỉ chỉnh được ba lúc này thôi đó, bấm vô không có tác dụng gì, mình chỉ chỉnh lớn nhỏ được ba lúc này, lớn nhỏ mid fs music, còn lại là không có chỉnh gì cả. Đó là mình đã hướng dẫn hết với các bạn là những cái thao tác cơ bản để mà chỉnh con mixer BF K6000 Pro này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.